Chúng ta vẫn thường biết thú vui trẻ nhỏ luôn là phim hoạt hình, truyện tranh và những trò chơi chạy nhảy nô đùa ngoài công viên với bạn bè đồng trang lứa. Rất ít trẻ có hứng thú với việc đọc sách. Tuy nhiên vừa qua, hình ảnh một bé gái Trung Quốc ngồi đọc sách trong thư viện đã khiến cho nhiều người phải sửng sốt. Không phải đọc lướt qua, cô bé này đọc rất chăm chú, nhập tâm và dường như bị những trang sách cuốn hút đến mức không còn quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Ngay chính người tình cờ trông thấy và chụp lại bức ảnh này cũng rất ngạc nhiên. Một bé gái còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có tinh thần hiếu học thì quả thật rất đáng khen. Tuy nhiên khi nhìn kỹ tiêu đề cuốn sách mà cô bạn nhỏ này đang đọc thì người chụp ảnh đã không nhịn được cười, bởi đó là cuốn sách có tên 10 cách làm mẹ bực mình. Khoảnh khắc hài hước này sau đó đã được chia sẻ lên mạng và không chỉ gây sốt ở Trung Quốc mà còn sang cả ở Việt Nam. Nhiều bà mẹ bỉm sữa sau khi xem ảnh đã khóc thét. Ở Việt Nam không xuất bản sách này đúng không? Con em mà đọc được chắc em không xong mất. Hiện tại khoảnh khắc cười ra nước mắt này đang nhận được rất nhiều lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng Việt Nam. Qua câu chuyện hài hước này chúng ta mới thấy trẻ nhỏ ngoài những lúc đáng yêu ra thì cũng rất tinh nghịch, quái chiêu và nhiều fan khiến cho bố mẹ phải cười dở, mếu dở.